Rồi, làm cho Huyên đây. Ăn ớt nhiều không? Ít à. Ngày nào cũng muốn. Nhìn vô là đã thấy sạch sẽ rồi. Nhìn vô là thấy đồ xịn. Nhiều quán nó làm thịt toàn là thịt mỡ, nhưng mà đây là thịt nạc, có thịt nạc. Mỡ con nạc. Có mỡ con nạc. Phải là nếu mà bánh mì mà nạc quá thì nó không ngon. Ăn nó sẽ bị khô ấy mì. Chưa yêu đời thấy mở nhạc nhí nhảnh thế nhỉ. Có hai chị em ở gần về già là vui nhất trên đời. Không gì bằng. Đúng không? Đúng rồi. Ở Sài Gòn ăn được suốt ngày rời nhà thật chán. Xong rồi nóng quá không nó bệnh á, bị gan á. Nóng quá không nó mới chạy về đây chứ. Mình đã gan nó đã nóng rồi, xong rồi dưới đó thời tiết nó nóng nữa. Nó nóng lắm, chịu không nổi luôn á. Hai năm nay uống thuốc loại mồm. Khi nào xuống nhà con chơi? Chiều nay xuống nhà chơi, xuống nhà này chơi. Đây các bạn, bánh mì của mình đã xong rồi. Bây giờ mình ăn thử đi các bạn coi như thế nào nha. Bọt cái đó vào, nước nó chảy quá. Hơi giòn, rất là ngon. Giòn vừa các bạn, không có giòn quá mà cũng không có mềm. Cảm giác rất là sung sướng. Bánh mì có nước sốt rất là đậm và rất là thơm. Rất là nhiều gia vị ở trong đây và rất là nhiều vị các bạn. Có chả này, có thịt. Thịt rất là tươi mới, rồi có các loại rau thơm và nước sốt, rồi có bơ béo này, rồi có pate. Pate rất là ngon các bạn, cái vị pate rất là ngon. Các bạn mà tới Buôn Ma Thuột mà các bạn muốn uống cà phê sạch, muốn ăn bánh mì sạch, bánh mì ngon á, thì các bạn nhớ 26 Nguyễn Thái Học, quán cà phê Gia Ly các bạn nhé. Bánh mì Gia Ly các bạn nhé. Tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì các bạn nhớ like và sub cho mình nhé. Nếu mà các bạn du lịch Buôn Ma Thuột thì mà có muốn mua cà phê sạch về làm quà thì ở đây quán cà phê Gia Ly cũng có cung cấp cho các bạn đó nha. Tạm biệt các bạn. Chờ chút.